và Vũ Hoàng xin kính chào quý vị. Mời quý vị đến với bản tin tối thứ hai ngày 16 tháng 5 của Đài Á Châu Tự Do. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam thăm Indonesia. Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc đến thăm Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh dẫn đầu thăm chính thức Indonesia từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5 theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo. Theo kế hoạch dự kiến, sau khi kết thúc chuyến thăm hữu nghị Indonesia, đoàn sẽ tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN. Trong khi đó, hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt cũng lên đường thực hiện chuyến đi thăm chính thức Singapore, Indonesia và Philippines. Thưa quý vị, một vụ xung đột vũ trang có Hoa Kỳ can thiệp vào hầu như khó có khả năng xảy ra tại khu vực tranh chấp ở quần đảo Trường Sa ở Biển Đông. Đại sứ Hoa Kỳ tại khối ASEAN, ông David Carden mới đưa ra nhận định đó vào ngày hôm nay. Ông David nhấn mạnh rằng các quốc gia tuyên bố có chủ quyền tại khu vực Biển Đông cần thành lập một cơ chế khu vực mạnh để giải quyết những tranh chấp. Ông cũng nói thêm cần có sự tham dự của các nước khác để hỗ trợ như Hoa Kỳ chẳng hạn. Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Đài Loan, Brunei và Việt Nam đều tuyên bố có toàn bộ hoặc một phần chủ quyền tại khu vực quần đảo Trường Sa. Khu vực này được cho là có nguồn trữ lượng cao về dầu khí, đồng thời cũng là ngư trường dầu hải sản và là một trong những tuyến hàng hải đông đúc nhất của thế giới. Tổng tham mưu trưởng quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa, ông Trần Bỉnh Đức, đến Washington ngày 15 tháng 5, bắt đầu chuyến công du Hoa Kỳ một tuần. Đây là chuyến công du Hoa Kỳ đầu tiên của Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc trong vòng 7 năm trở lại đây. Trong tuyên bố khi đặt chân đến Mỹ, ông Trần Bình Đức nói rằng việc duy trì quan hệ quân sự tốt đẹp và đáng tin cậy giữa Washington và Bắc Kinh sẽ tạo động lực phát triển tích cực cho quan hệ song phương. Được biết, chuyến thăm lần này của Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc là một phần nỗ lực nhằm thực hiện thỏa thuận trong việc phát triển mối quan hệ song phương được hai nhà lãnh đạo cam kết trong chuyến công du Washington của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hồi tháng Giêng vừa qua. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Kerry đã trao cho người đứng đầu quân đội Pakistan bản những yêu cầu đặc biệt của phía Mỹ liên quan đến nghi ngờ Islamabad dùng giữa những tay súng khủng bố. Thượng nghị sĩ John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, đến Pakistan vào chiều tối ngày hôm qua. Ông Kerry đã nhanh chóng trao cho tham mưu trưởng lục quân Pakistan, tướng Afzal Pravez Kayani, bản danh sách những yêu cầu đặc biệt của Hoa Kỳ. Hôm nay, ông Kerry sẽ gặp Thủ tướng Pakistan Joseph Raza Gilani và sau đó là Tổng thống Hamid Karzai. Và kính thưa quý vị, một nhân viên ngoại giao Ả Rập Xê Út bị sát hại tại Pakistan. Những tay súng chạy xe máy đã xả súng bắn chết một nhà ngoại giao Ả Rập Xê Út tại thành phố Karachi, Pakistan trong ngày hôm nay. Phe Taliban tại Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bắn chết người đó, đồng thời lên tiếng cảnh báo Hoa Kỳ về việc đã tấn công đồng minh Al-Qaeda của phe Taliban. Tin cho biết, bốn kẻ thủ ác chạy xe máy và nổ súng bắn vào chiếc xe hơi đang chở nhà ngoại giao người Ả Rập Xê Út. Đây là một nhân viên cấp thấp khi đang trên đường đến văn phòng lãnh sự tại Karachi. Đây là vụ tấn công thứ hai nhắm vào cơ quan ngoại giao Ả Rập Xê ở Pakistan sau khi trùng khủng bố Osama Bin Laden bị Hoa Kỳ sát hại. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Quỳnh Chi và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.